lên thành phố làm công nhân bị trộm hết tiền, người đàn ông đi bộ hàng trăm km về quê và cái kết ấm lòng. Người đàn ông nói trên là anh Chu Đức Thắng, 37 tuổi, ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Trước đó anh đi làm công nhân ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây khoảng 15 ngày, anh bị trộm lấy sạch tiền cùng giấy tờ tùy thân trong người, lâm vào cảnh bi đát, không tiền, không người thân giữa Sài Gòn hoa lệ. Vì vậy anh Thắng đành quyết định đi bộ về quê với đoạn đường trên 1.300 km. Nửa tháng nay mưa cũng như nắng, ngày nào anh Thắng cũng đi bộ, mệt thì dừng ngủ, nghỉ tạm dưới hiên nhà dân, công trình bên đường. Người dân dọc đường thương tình cho anh lương thực, nước uống để tiếp tục về quê. Chiều ngày 6 tháng 5, công an phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi phát hiện anh Thắng đang đi bộ, vai đeo túi nhỏ, tình trạng sức khỏe yếu trên đoạn đường tránh trung tâm thị xã Đức Phổ nên hỏi thăm tình hình. Trước hoàn cảnh đáng thương của anh, công an phường Phổ Vinh đã đưa anh Thắng về trụ sở công an phường, lo cơm nước, tắm giặt và góp tiền hỗ trợ anh Thắng về quê. Trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ cũng đã kịp thời gửi anh Thắng tiền và kiếm xe khách chở anh Thắng về quê tỉnh Quảng Bình an toàn. Được biết, lực lượng công an cũng đã gọi điện về quê anh Thắng để xác minh những lời kể của anh là đúng sự thật. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.